Online Training Center. All you need is here. Rồi. Mới buổi thứ hai là chữa cái bài hôm trước logo thì rất buồn. Nhỉ. Yeah. Là cái bài gợi ý qua này. Thực ra ý đồ thầy là bài này về mọi người làm, mọi người chủ yếu gì ấy, vận dụng tư duy công cụ đúng nhỉ, để làm thôi. Còn thực tế ta sẽ vẫn làm như này, được chưa? Thế thì đầu tiên ta sẽ chữa cái này quá dễ nhỉ, đúng nhỉ? Cái này thì vẽ hình gì ạ? Lục giác. Chỉ có màu viền không? Có màu tôm, có màu viền, chọn màu gì bất kỳ nhỉ. Lục giác giữ ship luôn, đúng nhỉ? Thì cực kỳ đơn giản, ăn phóng to này, giữa mà đúng không? Thế nên thì việc đấy giữ ăn cho đỉnh này, kéo ra đỉnh này, giữ cái đỉnh này gì nhỉ, đúng không? Đúng hay đúng nhỉ? À là chung cạnh nhỉ, chung cạnh thì đây là càng dễ nhỉ, đúng không? Đúng chưa? Rồi gì ạ? Giữ cái con này, dí vào đỉnh này. Chưa? Đúng không? Không chưa? Không rồi. Đúng chưa? Thì tôi sẽ cầm hai con này này. Đúng không? Đúng chưa? Này chứ nhỉ? Thực ra nó chỉ xếp hình thôi mà. Cắm trên chứ nhỉ? Này đúng không? Tự hút vào luôn. Thế rồi. Dạ. Yeah. Xong làm gì nữa? Bởi vì nó là đá đắc gì? Đá đắc đều. Đúng nhỉ? Trên Ctrl C. Tôi sẽ Ctrl F lên. Đúng nhỉ? Thế thì sẽ làm một thằng thôi. Nếu mà làm khôn, làm một thằng. Xong rồi nhân bản ra thể, đúng nhỉ? Cho nó đơn giản. Này đi, Ctrl C. Rồi Ctrl F vào thêm màu khác đi. Gì đấy. Đúng chưa? Xong một thằng này xếp gì đây? Xếp lại xong. Bài ok chưa? Bài dễ. Bài này dễ. Bài này chắc không phải demo bài này. Đúng chưa? Đúng chưa? Đúng không? Ctrl C. Ctrl F. Màu gì đấy cũng được. Giữ ship quay nhờ bên trong vẽ hình gì, hình tròn tâm center này đấy, giữ an ship màu gì, màu trắng, Ctrl C, Ctrl gì F màu vàng gì đấy, thì mọi người giữ an ship để cho cái tâm đúng nhờ. Thằng này nó có phần này là do đi đặt gì đây, đặt viền dày lên cho outside phía ngoài nhờ năm kia chưa. Và cụm số này đếm cánh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nhỉ, nó chính là vẽ ngôi sao biến thể đúng không nhỉ? Mấy đây, 6, 7, 8 đúng nhỉ? Và lúc này khoảng cách nó ngắn thì sao nhỉ? Bởi vì sao đây này ngắn nữa mà, đúng rồi, vì này cái này này từ đây lên là ngắn, nhìn thấy không? Chuyện tôi sẽ hủy một viền để mô tô thôi nhỉ. Sau đó chọn tất cả những gì đấy, cái này a à. Thì kéo bên ngoài thôi nhỉ, đúng không? Cái bên ngoài thôi, như bạn chọn cái này đấy. Tại sao thầy bảo ngôi sao rất hay, mình có biến thể của nó được không? Lớn hay nhỏ thì bọn người nhá, thì cứ làm bao bo chưa. Cắt chân C, cắt chân gì nhỉ, F giữ an ship cho nhỏ vào, xong tạo cái phần gì ạ, đó là đều
chứ nó là hình đều cho nên các CSS được và thu nhỏ an shift được, chứ nó mà không đều tí là các bạn dụng nụ ngay, dụng khẩn trương luôn, đúng chưa? Thế bên trong như nào đây, mấy cánh đây, đôi này, 4 này, 6 vẫn 8 nhờ. Vậy là Ctrl C Ctrl F hàng này an shift vào, đúng chưa? Bây giờ A chọn, sẽ chọn là hàng này, này đỉnh này là 1 đúng không? Như vậy ta sẽ chọn cái gì biết không? Đây này, nếu ở đây thằng này sẽ cho màu khác đi nhờ, màu bất kỳ ở đi, khóa hai này vào để không bị ảnh hưởng. Đỉnh này, đỉnh này, đỉnh nào nhờ, đây đúng không? Đây. Thế chưa? Như đây nữa. Nếu mà bị này hỏng, tròn này làm nào? Thực ra lúc này các bạn thấy là chúng ta đang bị lường các hạng mục, chúng ta chỉ cần lấy con này thôi nhỉ, và lấy tâm của nó làm đây, đúng chưa? Vẽ gì? Vẽ hình tròn tốt hơn. Vẽ hình tròn, nhưng vấn đề là các bạn sẽ làm thế nào để cho nó vào được đúng con này, đúng không? Vì hai lệnh này đúng nhỉ? Thì vấn đề là ở đây hình này mọi người vẫn làm được, xếp bằng tay vẫn làm được nó, nhưng độ chính xác sẽ vất vả hơn, đúng không? Ví dụ một chính xác này và gì ạ, xoay này đi một khoảng nào đó để cho nó bằng con này, muốn xoay chuẩn các bạn bật các chữ R nhỉ, đưa tâm vào vị trí này, thì sẽ đặt tâm trước á, tâm vào đây đấy, thì sau đó sẽ làm như này. Sẽ đưa vào vị trí này đi. Rồi. Và thì xoay một tí cho mọi người thấy là nó như thế nào. Cho hình này khi bạn làm bằng tay ấy, rất là khó. Làm vẫn làm được, mất thời gian, mất nhiều thời gian. Đúng nhỉ? Thì ý đồ thầy về gì? Là mọi người vẫn cứ làm bình thường, đúng không? Nhưng khi mọi người thấy làm hai bên kia thấy bình thường, nhưng đến bên này thấy gì ạ? Khó rất nhiều, đúng không? Cho thầy các bạn có xếp kiểu gì xếp, đảm bảo vẫn gì ạ? Vẫn không đều với nhau. Thì ý thầy là gì ạ? Là về làm bài tập thứ ba hình này thì đến hình này bạn sẽ bị mắc, đúng nhỉ? Thế vì thế bài hôm nay sẽ gì ạ? Giải quyết vấn đề đấy, còn thử sức bằng quay tay vẫn làm được, nhưng chắc chắn không đều. Bởi vì sao? Nhìn hình này này, chắc chắn là hình tròn này này nó phân bố đều trên hình tròn bao nhiêu, 360 độ, đúng không? 8 hình này chia đều bao nhiêu trên vòng tròn 360 độ, đúng chưa? Cho nên các bạn xếp bằng tay kiểu gì cũng bị gì ấy, bị lệch. Thì rõ ràng là ở buổi 1 chúng ta chỉ làm được đến mức độ thế thôi, được chưa? Và buổi 2 chúng ta bắt đầu chạy tiếp. Ok chưa? Ok. Có hiểu gì nữa không? Hết đúng không? Rồi, ta sẽ đi nhóm công cụ tạo hình vector thứ 2. Chúng ta học nhóm 1 rồi nhỉ? Nên ta sẽ đi sang nhóm 2. Nhóm 2 thế thì ở cái nhóm 2 này chúng ta học nhiều công cụ đình đám hơn và khác biệt nha. Thì ở nhóm 2 ta có nhóm công cụ tạo hình vector thứ 2, thì nhóm này ta sẽ có công cụ đầu tiên đó là Line Segment Tool. Thì nguyên tắc nó là dấu suộc chứ không phải dấu chia nha. Công cụ Line Segment Tool mất mạng á, Thúy Dung vào sợ mất nhỉ, kệ đi, sao lại gõ liên quan đến mạng, cứ gõ tí cho có mạng tự cầm đập mất mạng á, để xem nào, vô lý vậy, thể vào căng đét đây. Thì phải thăng đi ra training center để xem nào, để xem lại cái máy này vô lý nhỉ, sáng hiệp vào làm nhiễu sóng.
mà đi mua con bộ đầm của Xiaomi ấy, 5 dâu ấy. Phần 2 củ đấy là xuyên tường. Anh phải chơi mạnh. Đã chơi không chơi chỗ chơi mạnh. Chưa? Có chưa? Đã thông báo kết nối các mạng. Smart TV đó kìa. Có chưa? Ghi chưa? Ghi nhá. Là xem đường tool. Đây là công cụ vẽ, mọi người vẽ đoạn thẳng. Vẽ đoạn thẳng. Vẽ đoạn thẳng. Và mọi người xem cái điều kỳ diệu này. Nhìn này. Khi các em trong của Illustrator, các bạn chọn công cụ vẽ đoạn thẳng. Đoạn thẳng đây chỉ có viền thôi. Đã đoạn thẳng làm gì có một tô. Nhờ. Nhìn này. Thế thì nếu như các bạn chỉ vẽ đoạn thẳng như không, thì nó chả gì xảy ra cả. Đúng không? Bấm chuột giữa là vẽ đúng không? Kéo thôi vì nó đường thẳng mà. Chỉ có hai điểm thôi. Điểm nhất bấm chuột giữa và kéo. Điều hướng thả chuột là điểm thứ hai. Nhưng thầy sẽ giảm cái độ dày viền xuống bằng 0.5. Đẹp chưa? Nhìn này. Trong Illustrator khi mà các bạn chọn bất cứ công cụ tạo hình nào, nhìn này, mà thầy bấm chuột thầy giữ và thầy kéo, thầy không thả chuột ra. Nhưng thầy di chuột, nhưng thầy giữ thêm phím nã, nhìn này. Thế thế nào? Mọi người ghi cái chú ý. Điều rất hay á, điều mọi người tạo ra một cái hình mà nó cực kỳ dã man. Và hình này là luôn, khi ta tạo ra, chúng ta tạo được một lần thôi. Tạo lần thứ hai không mà giống được, giống kiểu Picasso vẽ tranh ấy, mà vẽ không vẽ được đâu. Chú ý thầy nhá, chú ý này. Khi chọn bất cứ một công cụ tạo hình nào, khi chọn bất cứ một công cụ tạo hình nào, nếu trong quá trình vẽ, mà vẫn giữ trái chuột không thả chuột ra. Nếu trong quá trình vẽ mà vẫn giữ trái chuột không thả chuột ra, đồng thời giữ thêm phím dấu nã, là cái phím escape ấy. Nhớ. Và di chuột, đồng thời giữ thêm phím ngã và di chuột. Được chưa? Và di chuột sẽ tạo ra các bản sao theo bước nhảy. Nhớ, bước nhảy. Được chưa? Đây là cái mà thầy rất thích. Và có lúc thầy tạo hình tạo nền rất là hay. Nhìn đây. Thật sự như thầy tạo. Nhìn này, thầy tạo hình ngôi sao màu tím nhá. Nhìn này, để 0.25. Nhìn này. Rửa. Trả về bình thường. Rồi. Rồi, nhìn này. 5 cánh nữa hoặc này. Nhìn này. Khi thầy vẽ này thì không sao. Thầy vẽ nhỏ trước này. Sau thời gian giống ngã này, thì vừa kéo ra ngoài vừa xoay này. Thấy hình hay không? Có hiểu không nhở? Này, ellipse này, giữ này, bây giờ thời gian giống ngã này và di chuột kéo phát này. Đấy, ra hình cái mông. Mông rồi. Nhìn hay không? Đấy, bây giờ này, bây giờ thầy có thể vẽ cái demo cái lá cây cọ ấy. Cái ngân hàng này không rồi vẽ như vậy, dưới ngã này là cái cọ ấy, được chưa? Ok, tiếp tục học thứ hai thì vẽ cái cọ bằng xem công cụ Artool. Tưởng là Calumi nó dậy. Công cụ Artool, công cụ là không có tính tắt, người chọn công cụ vẽ thường xuyên ạ. Vẽ cung tròn, hoặc vẽ đường cong đều được.
khi gọi gì gọi, có người gọi con vẽ cung tròn, có người vẽ đường cong. Một bảo đơn thứ hai này, có thể vẽ đường cong bắt có hai điểm bất kỳ. Có thể vẽ đường cong bắt có hai điểm bất kỳ. Sau này bạn nào mà có cái cơ duyên mà được nhận dự án mà chỉnh sửa cái bản AutoCAD của bọn vẽ 2D ấy nhá. Sao mà mình không biết CAD thì dùng hàng ngày vẫn được. Ví dụ như này. Đây này. Thì ví dụ ở ở phần cửa vào ra vào thứ nó hay có cái phần cái cửa vào đâu nhỉ? Đây. Kiểu thế này này. Nhìn thấy không? Đây này. Nhớ. Thì sẽ để mô bằng xem thế thì. Mọi người ghi này. Được không biết? Trong khi đang vẽ. Trong khi đang vẽ. Tức là gì? Bấm chuông không thả chuột ra đúng không nhỉ? Trong khi đang vẽ này. Vẫn giữ trái chuột rồi nhá. Trong khi đang vẽ. Vẫn giữ trái chuột. Đồng thời kết hợp hai phím mũi tên lên và xuống. Trong khi đang vẽ, không thả chuột ra. Đồng thời kết hợp với hai phím mũi tên lên và xuống để tăng giảm độ cong về hai phía. Bấm mũi tên lên và xuống để tăng giảm độ cong về hai phía. Phẩy. Bấm phím F để lật đối xứng. Bấm phím F để lật đối xứng. Chưa bình tĩnh nhiều vội. Đây. Nhìn này, đường cong này. Bấm chữ giữa và kéo này. Đúng không? Không đảo ra, bấm chân lên và xuống này. Đấy. 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 Nhìn không? Đấy. Thì bấm F này. Đúng rồi, bấm F lật đối xứng bên kia. F. Dạ. Yeah. Thì thầy vẽ cho bạn cây cọ cành như thế này. Ngắm này thôi. Rồi, một thằng nữa. Như thế, nhờ. Yeah. Cành thì bây giờ nó dày hơn tí cho một. Được chưa? Sao chọn cụ gì đấy? Thằng này giảm xuống bao nhiêu? 0,25. Và tôi bắt để mày giấu gì? Ngã. Giấu ngã. Ngã. Gì à? Ngã. Thế tôi được gì đây? Cái cọ kiểu vớ vẩn. Hai phết. Vẽ kiểu gì? Tình huống. Được chưa? Hoặc như này. Cái cửa đây. Cái cửa này không phải là bắt hình chữ nhật được không? Vậy thì bắt có hai điểm. Ví dụ như nào? Tôi vẽ điểm đây. Đâu nhỉ? Đúng rồi. Và một điểm lùi như thế này. Được chưa? Một. Vậy tôi bắt có hai điểm. Tôi bấm điểm này, giữ vào điểm này. Một tên gì? Lên xuống để tôi có cong. Nhìn thấy không? Đúng nhỉ? Đúng không? Tuy nhiên nó không được gì ạ. Không được đẹp được vì do gì ạ? Do khoảng cách. Được chưa? Thì nó sẽ dạy các bạn có cái ngon hơn, thì nó có công cụ đỉnh cao hơn. Được chưa? Nhưng vẫn được. Nếu hoặc tôi để thế này. Tôi bắt có hai điểm này. F là tôi được hướng này. Ok chưa? Ok. Công cụ Spiral Tool. Spiral Tool. Spiral Tool. Công cụ cho phép vẽ hình chôn xoắn ốc. Công cụ vẽ hình chôn xoắn ốc. Ghi này. Trong khi đang vẽ gì nhỉ? Giữ chuột và không thả chuột ra.
trong khi đang vẽ, giúp cho khán giả hiểu ra, đồng thời kết mũi tên lên và xuống, kết hợp mũi tên lên và xuống để tăng giảm độ trôn xoắn ốc. Được chưa? Để tăng giảm trôn xoắn ốc. Được chưa? Lên xuống là đấy. Tiếp tục này. Chấm thơ ở dưới này. Tiếp tục này. Giữ phím căn trôn. Giữ phím căn trôn. Và di chuyển chuột ra phía ngoài hoặc vào phía trong. Giữ phím căn trôn và di chuyển chuột ra ngoài phía trong để chỉnh, để chỉnh số vòng và tần suất, để chỉnh số vòng và tần suất của đường trôn xoắn ốc. Chưa? Nhìn các bạn thấy demo là hai kỳ này. Hình này áo dự thứ hai nhìn nhá. Khi đẩy dự giữ kéo này thì nếu như bấm chân lên và xuống nó sẽ tăng giảm cái độ trôn xoắn ốc. Nó sẽ tăng giảm cái số cạnh nữa. Bình thường là giảm max min như này, một cạnh, hai cạnh, ba cạnh và trôn xoắn này. Nhưng nếu thầy giữ phím căn trôn và kéo ra ngoài nó sẽ giảm gì đấy? Một là tần suất, hai là gì đấy? Số vòng và bắt đầu shift lên. Đấy, tăng này. Đúng không? Nó tăng, nó tăng tần suất của số vòng lên. Đúng nhờ. Còn lên xuống thì tăng giảm đoạn thôi. Đấy, chứ các trôi ra ngoài giảm bớt đi. Chú sản ốc. Được chưa? Chú tôi để 0.25 và thử dấu ngã xem ra hình gì. Nhờ, ngã cái. Yeah. Úi dồi. Dưới gớm. Nhờ, bài tập bạn làm hình này bố thầy không làm được. Tại vì khi các bạn quay thì quay tự do, nó sinh ra bức ảnh tự do mà. Chuyên không bao giờ làm lại chính xác đâu. Nên bài tập cho thằng làm bài này thách đố với nhau đến giết thầy mất. Đúng nhỉ? Bình thường không biết vì ngã này đi ngồi xếp hình. Đúng không? Rồi. Cụ tiếp theo đó là rectangle with tool. Rectangle with tool. Cụ là đình đám ấy, công cụ này rất là hay, đặc biệt và cực kỳ hay dùng, chỉ là các bạn ứng dụng thôi. Cho phép vẽ gì ạ? Ô lưới. Phải ô lưới nhá. Và nhất là bạn nào mà hay phải dùng vẽ biểu đồ này hoặc là vẽ cái bảng ấy nhá, công cụ này hay. Hoặc vẽ cái điều nhau, nhìn đây, ghi thầy tiếp nhá. Như vậy là trong khi đang vẽ nhỉ, cái câu đấy mọi người viết tắt thôi nhỉ, hiểu ngay nhỉ. Trong khi đang vẽ thì gì nhỉ, vẫn giữ chuột đúng nhỉ, không thả ra. Trong khi đang vẽ này thì cứ là một tên lên xuống để tăng giảm số hàng, ghi thầy. Trong khi đang vẽ kết hợp một tên lên xuống tăng giảm số hàng. Một tên sang trái sang phải tăng giảm số cột. Được chưa? Lên xuống là số hàng, sang trái sang phải là số cột. Còn nếu mà giữ shift thì vẽ gì ạ? Vuông. Yeah. Vuông nhất có thể so với gì đấy? Rồi rồi. Giữ shift để vẽ hình vuông với điều kiện như này. Giữ shift để vẽ hình vuông với điều kiện số hàng bằng số cột. Còn nếu giữ shift mà số hàng hoặc số cột không vuông ở đâu? Mình phải tự đếm thôi. Chứ ai không có đếm cho em được. Yeah. Ok chưa? Và cái phần đây là phần vẽ tự do. Khi các bạn vẽ thì kỹ thuật bấm chuột ra cái bảng. Thì cái bảng này thì
khi các em mà dùng công cụ này mà tạo các kỹ thuật thì là có rất hay. Ở phần default size chính là tổng kích cỡ của gì, của toàn bảng, được chưa? Và cũng có gì horizontal gì divider tức là gì ấy, chia theo chiều gì ấy, chiều ngang là mấy đây, 9, dọc gì là 9. Thì muốn hình vuông thì phải gì, bọn này phải chia thành mấy, chia cho 9 thì ra hình vuông, hiểu không nhở? Ok nhá, đây thì như này, giảm hết đi chỉ là một thôi, nhìn chưa, một này giữ ship thành vuông ngay, hiểu không? Bởi vì nó bằng nhau mà, đúng nhỉ? Thứ hai vẽ bảng, ok chưa? Tiếp tục công cụ cuối cùng, đó là Polar Grid Tool. Hết. Từ công cụ này nó mới sinh ra được Spider-Man. Khi thầy cho phép vẽ lưới theo cấu trúc hình mạng nhện. Cho phép vẽ lưới theo cấu trúc hình mạng nhện. Khi thầy nhá, trong khi đang vẽ nhỉ? Trong khi đang vẽ, khi thầy mọi người tự hiểu câu sau nhá, đang vẽ kết hợp một tên lên và xuống để tăng giảm, kết hợp một tên lên xuống để tăng giảm số vòng, lên xuống tăng giảm số vòng, sang trái sang phải tăng giảm độ chia. Lên xuống là tăng giảm số vòng, trái phải là độ chia. Nhìn này, Spider-Man giữ shift hình tròn này, nhìn này, tăng lên sờ ấy, hiểu không? Ấy, hiểu không? Spider-Man ấy nhờ, đúng không? Xong rồi vứt con nhện vào đây là được, được nhờ lên mạng, lên mạng gì ấy, viết trước con gì Spider vào đây được, dụ thế Spider PNG. Quấy nhờ công cụ với sức kích cỡ to tí nhờ chỉ ô còn lại này black window kinh nhờ con này đi ừ thế nghịch cho đỡ buồn. Đưa thẳng vào trong là AI ấy dữ thế nhờ. Sau này tính sao cụ thể chưa cắt kệ đấy nhỉ, ok chưa? Thì nó như vậy. Như vậy thôi, vừa đi qua nhóm 2 nhỉ, nhóm 2 nó khá hay, khá mạnh. Rồi và ta sẽ đi thầy sẽ xem rằng là kiểu gì sẽ tốt hơn cho các em. Rồi hôm nay ta sẽ đi cái công cụ quan trọng nhờ. Yeah. Rồi đi thầy, đó là bạn sẽ thấy nhóm các công cụ, nhóm các công cụ. Đầu tiên có một nhỏ công cụ Rotate Tool, tức là R. Công cụ Rotate Tool, tức là R. Và hôm nay thầy muốn dạy các em 5 cái công cụ mà đình đám nhất trong Illustrator. Và từ 5 công cụ này chúng ta sẽ xử lý tất cả bài tập dù khó đến mấy. Nhớ rồi tôi như thầy, công cụ phép gì ạ? Xoay. Công cụ phép xoay. Rồi, thế xoay như nào mới là quan trọng? Nhìn đây, ta thử thấy có hình
Elip đặc nhá. Thế thì mọi người ghi thầy cứ cộng nhất ghi thầy này đó là gì ạ? Xoay tự do, xoay tự do. Bước một, dòng ghi B một. Bước một, chọn đối tượng cần xoay. Bước một, chọn đối tượng xoay. Bước hai, bấm phím R. Bước hai, bấm phím R. Bước ba, bấm nút chuột giữ và xoay theo tâm mặc định của đối tượng. Bước ba là bấm trái chuột giữ và xoay theo tâm mặc định của đối tượng. Một đơn, khi xoay giữ phím shift để xoay một góc 45 độ một. Một đơn, khi xoay giữ shift thì xoay một góc 45 độ một. Bước nhảy của nó như vậy. Dòng ghi thầy. Ghi thầy chú ý này. Ở cách xoay tự do. Ghi thầy chú ý nhá. Ở cách xoay tự do. Ở cách xoay tự do. Muốn xoay đối tượng theo tâm chỉ định. Ở cách xoay tự do. Muốn xoay đối tượng theo tâm chỉ định. Thì sau khi chọn đối tượng, thì sau khi chọn đối tượng và chuyển về công cụ Rotate Tool, thì sau khi chọn đối tượng và chuyển về công cụ Rotate Tool, thì ta bấm trái chuột, thì ta bấm trái chuột vào vị trí cần đặt tâm. Thì ta bấm trái chuột vào vị trí cần đặt tâm. Sau đó thì bước mấy? Bước 3. Nào, thì demo mọi người xem. Nhìn nhá. Đây hình elip rất là cơ bản. Thì bấm xoay tự do sao? Bước 1 chọn đối tượng. Bước 2 bấm phím R chuyển về công cụ Rotate Tool. Thì tâm mình nằm ở giữa đối tượng luôn. Bước 3 bấm giữ và kéo xoay luôn để tự do đúng không? Nếu giữ shift 45 độ 1 đúng chưa? Đây, nhưng mà thì muốn gì đây? Đặt tâm bước 1, bước 2 sau khi bấm phím R tâm thì ạ, bấm chuột điển hình hạn. Bước 3 thì ạ, bấm giữ và kéo luôn đúng chưa? Như vậy là nó khác ở bước gì đấy? Bước đặt tâm. Ok chưa? Nhưng xoay này mà thầy giữ an nó sẽ tạo bản gì? Bản sao. Được chưa? Ok. Tiếp vào đây này. Hai nhỏ, à bước phần đấy. Đó gì đấy? Cái thầy này đó là gì ạ? Xoay theo thông số kỹ thuật. Cái này mới hay dùng này. Còn tự do dùng không nhiều bằng đâu. Tiếp theo đó là phần xoay theo thông số kỹ thuật. Bây giờ bước 1, bước 1 chọn đối tượng, thao tác khác nhau nhé. Bước 1 chọn đối tượng. Bước 2 bấm phím R và Enter. Bấm phím R và phím Enter. Bấm R xong bấm Enter để ra một loại Rotate. Để ra học tại Rotate. Đấy. Đấy, Rotate. Thì lúc này chúng ta sẽ tìm hiểu rất hay. Thì Rotate ở phần angle này sẽ đóng diện, đánh diện góc xoay vào đây. Được chưa? Nhưng vấn đề là hay đây, như thế nói buổi trước rồi, là mọi cái ô mà đánh gì ấy, chỉ số giá trị của gì thuộc tính bất kỳ, thì để hỗ trợ cái thuật gì ạ? Toán học cộng trừ, nhân và chia. Thì như quay lại tí nữa, quay lại cái bài mà thầy demo và bài tập đầu ở đầu buổi ấy, bài hình tròn tròn mà trong sao không xoay ấy nhớ. Thì thầy muốn là gì? Thầy muốn tạo ra
8 hình tròn nhưng phân bố đều trên một góc 360 độ, thì các bạn chỉ việc đánh vào ô này là 360 độ chia mấy? Chia 8. Thì ra được số góc. Nhìn đây. Thử nhá. Dùng bước này hạ. R. Đây là tự do, à kỹ thuật. Bên muốn gì ạ? Thử là trước nhá. Giả sử như tôi đây là gì ạ? R enter. Nhưng này thì nó ra tâm mặc định. Enter mọi người xem thử trước đã. 360 độ chia 8. View xem trước. Bấm copy lúc này hiểu gì ấy? Là tạo bản sao. Hiểu chưa? Và trong tính thời hiện sao, trong Illustrator khi mọi người thì lại copy thì nó có một tổ phím Ctrl D. Bấm Ctrl D lặp lại với copy gần đây nhất sẽ như thế này. Hiểu chưa? Đây. Đây là gì? Atomy. Dạ. Yeah. Thì bạn nhìn đây. Thế thì khi các em vẽ hình ellipse thì ở cách vẽ thông số thì ạ, chọn đối tượng R và Enter, nhưng vấn đề là tâm không đặt được gì chỗ khác. Đúng nhỉ? Như thế chú ý. Chú ý ở cách vẽ đúng theo thông số kỹ thuật. Ở cách vẽ đúng theo thông số kỹ thuật để vừa đặt tâm vừa ra bảng rotate. Để vừa đặt tâm và ra bảng rotate. Thì sau khi chọn đối tượng, ta bấm phím R. Thì sau khi bấm chỉ đối tượng, bấm phím R và giữ phím an. Sau đó bấm trái chuột vào vị trí cần đặt tâm. Giữ phím an và bấm trái chuột vào vị trí cần đặt tâm. Được chưa nhỉ? Khác mỗi người thôi. Nhìn đây. Thì để mọi người xem phần 2 nào bắt đầu. Có phải tôi vẽ hình tròn như vậy không? Vẽ hình tròn này. Được chưa? Bây giờ vẽ 8 hình diện tròn khác đúng không? Tất cả phải nằm đây đúng không? Như vậy là gì đây? Tôi sẽ nhân bản hình tròn ra giữ Alt Shift lên đây. Xong chưa? Màu khác cho dễ nhìn. Rồi. Bước 1 chọn đối tượng này. Bước 2 bấm phím R. Nhưng tâm đây là sai. Tâm nằm đâu? Hình tròn. Vậy giữ phím an. Dò vào tâm. Center chưa? Bấm trái chuột. Như vậy vừa đặt tâm vừa gì? Ra một thoại. 360 chia mấy? Chia 8. Được chưa? Lại copy. Và trong Illustrator bọn ghi luôn nhé. Như thế, trong Illustrator ta bấm tổ phím Ctrl D như thế, chú ý luôn đi. Dạ, ta bấm tổ phím Ctrl D. Bấm tổ phím Ctrl D để lặp lại bước copy gần đấy nhất. Bấm tổ phím Ctrl D để lặp lại bước copy gần đấy nhất. Rồi, bây giờ bấm Ctrl D mấy lần nữa? 6 lần nữa thôi. Ctrl D này. Được chưa? Bấm Ctrl D là 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần, 6 lần. Lần nữa sẽ chặt bằng 2. Chơi đều nhau mà. Nghĩa chưa? Chuẩn chưa? Như vậy là thông thường ý, lợi ứng tốt này rất ít khi thầy xoay tự do, hiếm lắm. Cũng có mà không nhiều. Đa số gì đấy? Là theo kỹ thuật để phân bố đều. Khi các em muốn phân bố đều bất cứ gì đấy nhá, thì nhờ đến công cụ gì đấy? Rotate tool. Và nhớ phân bố đều phải có gì? Có tâm. Ok chưa? Đều chặn chặn luôn. Ngon chưa? Biết gì đúng không? Đúng nhỉ? Quá ngon. Được chưa? Như vậy rotate có từng đấy kỹ thuật. Ok chưa? Cụ theo đó công cụ Reflect Tool. Rất là O chứ phải không? Công cụ Reflect Tool. Phím tắt là O. Công cụ phép lật đối xứng qua mặt phẳng.
là đối xứng có mặt phẳng. Cái lệnh Cassandra giờ rất hay á, tôi có thể tạo ra một cái bàn cờ vua rất là nhanh. Nhìn đây, vừa là nhìn cái cầm đỉnh này, giữ an và Cassandra sẽ nhớ vị trí và là sẽ tập cư gì. Thấy không? Nhờ giữ an màu đen cho thưa bạn, màu đen Cassandra. Từ từ nha. Rồi thì tôi làm biết thật gì không? Cho đúng này cắt chân gì đề thấy không, cắt chân đưa lại hại rồi đấy, đi xin nhờ. Ok nào, reflect reflect đây, tôi có một hình elip nhá. Thì rằng công cụ này cách sử dụng ấy nó giống hơi công cụ với cái tool nhìn này, tự do cũng như thế, chọn bước một chọn đối tượng, bước hai là cái gì, bình thường tên nằm ở giữa này nên lật lật không nhìn gì mấy người ra nhở, nó đối xứng nhưng tôi đặt tâm cơ, dự đoán bấm theo chuột tự do mà ở đây, và khi mọi người lật sang bên này lật nhìn giống xoay nhỉ, nhìn thấy không nhở. Thì bây giờ ta sẽ chơi một bài này, thì ở ở trong công cụ editor này thì hai cái lệnh này rất bị nhầm giống nhau nhưng thì nó khác nhau trụ nhà vuông elip tròn ngôi sao. Rồi thì cho mỗi thằng một màu. Rồi cái này đại chắc nhớ đúng không, nên đại sẽ phải ngồi im. Rồi nhìn nhá, thì chọn cụ chọn hướng này để vừa bị o thì đặt tâm ở đây và thì lật đối xứng này, cái sách này giữ an ship cho thứ hai một phương, giữ an nhân gì nhân bảng, thằng này cũng thế, đặt tâm ở đây an ship, đặt tâm ở đây an ship, đặt tâm ở đây an ship, được chưa. Thằng này thì công cụ gì, rotate r, đặt tâm ở đây an ship xoay, đặt tâm ở đây an ship xoay, đặt tâm ở đây an ship xoay, đặt tâm ở đây an ship xoay. Mô sao ở thứ khác giờ thực tế là khác nhau đấy, nhìn thao tác thì giống nhau nhưng mà khác nhau. Khác nhau điểm gì là xoay với lật là khác nhau, đây là phần không có gì cả, nhưng bây giờ tôi sẽ gì ạ, có rằng là ba thằng này không khác biệt đúng chưa, nhưng bây giờ thời diện quánh nội dung vào thì cuộc sống nó khác, design vào được chưa. Anh nhìn này, lật đặt tâm ở đây, đưa sang đi tưởng xoay không phải là lật, đây lật mà giữ an ship thường khi lật đấy là lật theo địa mặt phẳng, chưa từng theo giữ gì ấy, giữ ship cho một phương, giữ an để nhân bản. Thế nội dung mới ngược không? An ship, ở tâm đây an ship, ở tâm đây an ship, ông này gì ấy, xoay. L áp tâm ở đây xoay, thấy không, xoay áp tâm ở đây xoay, áp tâm ở đây xoay ạ, áp tâm ở đây rồi áp tâm ở đây xoay, thấy khác nhau không, khác chứ, đây là lật, lật nó bị ngược ấy, lật đúng kiểu bạn lật bàn tay ấy, nội dung bị ngược đúng không, chứ bị ngược lại này, còn xoay gì đấy là xoay hướng, lộn cắm đầu đây là bạn xoay theo kiểu đồng hồ đấy, bạn đi xem
xoay là khác với gì? Với lật. Đúng là nếu không có văn bản và nhìn giống nhau nhất cái hình thì gì? Hình đối xứng thì hình tròn hay elip hay là hình vuông hay là hình đa giác đều thì lật với xoay dễ ăn đòn lắm. Bình thường nếu không có hình ảnh thì không nội dung bạn thấy bình thường giống nhau nhỉ? Nhưng khi nội dung lật với xoay hẳn nhau, với khi bạn lật từ giấy thì chữ ngược, viết chữ ngược, còn xoay là khác. Có hiểu không nhỉ? Cho nên hai thằng này nhìn tưởng giống nhau nhưng khác nhau. Nhá. Cho nên khi dùng chú ý có nội dung thì cứ dễ kể. Nhá, xoay là xoay mà lật là lật. Ok chưa? Rồi. Thì đương nhiên lật thì cũng có phần gì ấy? À, phần gì nhỉ? Thông số kỹ thuật, bấm O rồi bấm trái chuột. Đúng nhỉ? Giữ cho chọn công cụ này. O rồi Enter. Đúng chưa? O Enter cũng thế. Acid là gì ạ? Là chụp. Khi các em mà dùng lệnh lật nhá, lệnh lật mà cho đối tượng, bước 2 bấm O và Enter thì cũng ra được acid là chụp, là theo chụp X, theo chụp gì? Y, mặt phẳng gì? Ngang, dọc. Đây là gì? Lật hết nhá. Nhưng mà thường lật ý thì lại hay dùng gì ấy? Dùng tự do tay nhiều hơn. Cần giữ gì ấy? Giữ acid là xong. Đúng nhỉ? Nhưng mà xoay lại ít khi dùng gì đấy? Tay. Đấy. Bởi vì xoay ứng dụng gì ạ? Phân bố đều nhiều hơn. Còn lật thì thường lật gì đấy? Đối xứng. Đúng nhỉ? Thì acid cho nó nhanh. Ok chưa? Rồi. Tiếp tục. Lật đi hai công cụ nữa đình đám. Đó công cụ Scan Tool. Scan Tool là S gì? Công cụ Scan Tool. Công cụ gì đây? Cho phép thay đổi tỷ lệ. Scan Tool. Công cụ cho phép thay đổi tỷ lệ theo đơn vị là phần trăm. Thay đổi tỷ lệ theo đơn vị là phần trăm nhá. Ghi theo chú ý theo đúng luôn, khỏi phải ghi nhiều. Ở công cụ này hạn chế ghi theo nhỉ, hạn ở công cụ này hạn chế gần như hoàn toàn dùng bằng tay. Ở công cụ này hạn chế gần như hoàn toàn là dùng bằng gì ạ? Bằng tay. Thế việc tự do bằng tay là gì ấy? Là hạn chế không dùng, bởi vì sao? Thì để bố mọi người xem ngay nhá. Yeah. Phải chỉ dùng bằng gì ấy? Thông số kỹ thuật là bấm cái gì? Bấm SC rồi Enter. Đúng nhỉ? Công cụ hơn tức thì bấm R rồi Enter ra thông kỹ thuật. Lật thì O bấm Enter ra kỹ thuật. Skill tôi bấm gì? SC rồi Enter. Tại sao không dùng được bằng tay vì này? Các em nhìn đây. Thử thử vẽ ngôi sao. Được chưa? Ngôi sao. Và thử đánh chữ thăng vào đây. Design. Rồi. Các chung G. Bây giờ thì bốn thằng này cho cái to nhỏ hay tỷ lệ mà bấm SC. Mà thì kéo tay ấy, nếu mọi người không kéo đúng góc 45 độ ấy bị méo hình. Thế không? Đúng không? Đúng không? Tỷ lệ nếu mà các bạn giữ ship, các bạn kéo phải kéo 45 độ. Đây giữ ship. Nếu bạn kéo dọc chết. Thì nhá. Em giữ ship đúng không? Nhưng kéo dọc thì vẫn chết. Giữ ship phải kéo gì? Đúng góc bao nhiêu? Góc 45 độ cơ thì nó mới gì? Nó mới đi được đúng tỷ lệ. 45 độ là gì? Là chia đều cho X và Y. Có hiểu nhỉ? Nhưng SC bao giờ dùng gì ấy? Kỹ thuật SC rồi Enter. Có hiểu không nhỉ? Ghi thầy bảng rất nhiều thông số. Ghi thầy đó gì ấy? Bảng S, bảng Scale. Đối với Scale Tool bắt buộc dùng gì? Bảng nó mới cung, nó mới hoành tráng. Còn dùng tay thì không dùng nổi đâu. Ghi thầy nhá. Nhất là có phần ở phần Scale, phần Uniform. Uniform. Uniform này là phép gì ạ? Nó biến đổi tỷ lệ đồng đều theo hai trục. Uniform là biến đổi tỷ lệ đồng đều theo hai trục.
Và anh đã tự hiểu dự đánh 80% thì nó hiểu ta dăm hoặc là gì thu nhỏ hình gốc thành hình nhỏ bao nhiêu nhỉ, bằng 80% so với hình gốc nhỉ. Họ đánh 124 chẳng hạn, nó sẽ hiểu ta dăm một hình gì đấy lớn bằng 124% so với hình gì, hình gốc. Tiếp theo có phần non uniform, đó biến đổi tự do theo hai trục x và y. Tôi đánh là 80% trục x, 120 trục y, nó sẽ biến đổi theo đúng tỷ lệ luôn. Non uniform thì biến đổi tỷ lệ theo hai trục x và y. Và khi các bạn dùng ở bảng này thì nó có phần dưới cùng rất hay và thầy rất thích. Thì ở dưới này có một mục, đó là mục option, đó là mục mở rộng cho công cụ khi dùng bảng. Khi thấy nhá, option. Ví dụ này, nếu tích vào ô scale corner, đầu tiên nếu tích vào ô scale corner thì cho phép thay đổi tỷ lệ của bán kính bo góc scale corner. Nếu tích ô này nó sẽ thay đổi cả tỷ lệ của gì, bán kính bo góc. Thay đổi tỷ lệ của cả bán kính bo góc. Và nếu ô tích vào ô thì scale strokes and effects. Nếu tích vào ô thì scale strokes and effects thì nó sẽ tác động đến gì đấy, đến cả gì đấy, độ dày viền lẫn dây thì nó kèm theo đối tượng. Đối tượng này thì nó sẽ biến đổi tỷ lệ cả gì, thuộc tính viền lẫn gì, hiệu ứng kèm theo đối tượng. Sẽ biến đổi tỷ lệ cả thuộc tính viền lẫn hiệu ứng đối tượng kèm theo. Được chưa? Và tôi sẽ demo một người xem. Và đây lại copy cũng hiểu nhân bản. Đúng nhỉ? Còn nếu không nhân bản, không được copy thì sẽ hiểu gì hết. Sẽ biến đổi hình gốc. Nếu có copy sẽ tạo ra bản sao với tỷ lệ thế ở trên. Được chưa? Để tôi demo một người xem rất hay. Ơi. To ra thoải mái rồi bạn mà. To ra thì là gì? 100% là gốc. Nhỏ thì nhỏ hơn 100%. Lớn 100% là sẽ to. Thì đây. Thật sự thầy sẽ vẽ một hình chữ nhật. Có màu viền là màu đỏ. Độ dày viền là 10. Thì vẽ ra. Được chưa? Và lúc này thầy sẽ chọn công cụ này, thầy bo góc. Thì thầy kéo ra. Dự báo góc là bao nhiêu? Là cho ngày cứ đây. Và thầy kỹ thuật ở đây. Nhớ. Rồi, cho là 10 đi. Cho bao nhiêu là cho là 10 đi, cho dễ nhìn. Mười và 18 đi nhá. Ok chưa? Rồi. Thế nhân bản là hai hình mọi người xem. Cho đối tượng này SC Enter. Gắn uniform mà không thích ở đây nhá. 50%. Nếu bấm OK không nó sẽ biến đổi hình gốc, còn nhỏ bằng 50%. Nhưng lúc này không tích vào ô thì scale xuất đến độ dày viền bao nhiêu đây? Vẫn là 10. Nhìn chưa? Bo góc vẫn bao nhiêu đây? Vẫn là 18. Bao nhiêu đấy? 10 đấy đấy. Đúng chưa? Ok chưa? Nhưng các chân dắt lại SC Enter 50% nhưng mà vẫn lại copy. Nhìn chưa? Thì các mình này điều ở đây góc vẫn trùng nhau, bó góc vẫn trùng nhau, nhìn thấy không? Để kiểm chứng bằng một nửa độ dày viền mới là gì? 10. Nhưng SC Enter 50% nhưng tôi gì đây? Scale corner và scale shop bấm copy, rõ ràng độ bó góc sẽ giảm một nửa. Nhìn thấy không? Một nửa. Và độ dày viền bao nhiêu? 5. Thấy không? Đó là tác dụng của việc này. SC. Có thể bỏ đi thôi. Đây, non uniform. Tôi tạo ra hình gốc. Hình tiếp theo chiều ngang chỉ 80% thôi. Chiều dài chiều cao bằng 120%. Copy. Chiều ngang 80% của ô này, chiều cao 120% của ô này, ra hình này. Có hiểu chứ nhỉ? Scale tool là như vậy. Rất lợi hại.
do mình thích thôi. Tức là S Enter. Khi nào em muốn biến đổi bản tính bo góc của gì ạ, của bo góc thì em thích vào đây, mình được không thích. Tức là hai thằng này riêng biệt với nhau. Khi nào mà em muốn biến đổi tác dụng tỷ lệ này cho cả gì, cả độ bo góc lẫn thuộc tính viền mới tích vào thôi. Còn nếu không tác dụng thì bỏ đi. Đúng nhỉ? Dụ này hiểu ngay vấn đề. Dụ là chữ thăng. Design symbol black viền màu đỏ độ dày 10. Ôi dồi, nhiều quá. 4 thôi. Cho to lên. Đây, ứng với cái câu ống thăng design này với các chữ là dụ như là 80. Cái chữ 80 độ dày viền là 4. Thiết kế không sai nhưng mà tôi lại muốn scale ống thăng này và thiết kế nhỏ hơn bằng 50%. S 50%. Lúc này cho vào thiết kế nhỏ hơn 50%, lúc mà tôi lại không gì tích vào ô gì scale shape này thì lúc này ống thăng này không đạt yêu cầu. Bởi vì sao? Bởi vì chữ thì nhỏ đi còn bao nhiêu, còn có 40 nhưng độ dày viền sao không nhỏ đi, nên chữ bị mất hiệu ứng lấn vào. Có hiểu không nhỉ? Thế mới bắt buộc gì đấy, phải gì scale cả gì cả viền, hoặc tùy mục đích của em dùng như thế nào. Hiểu không nhỉ? Lên chưa? SC rồi, chuyển tới 50%. À nhầm, thích vào ô, thích ô nhầm nhỉ? Trông chưa? Thả làm một quãng lên. Có hiểu không nhỉ? Chuyên dùng vào khi nào thì còn tùy mục đích của gì của chúng ta dùng nhỉ? Ok chưa? Tiếp tục. Rồi, công cụ cuối cùng là công cụ không phím tắt và công cụ Sphere Tool. Sphere Tool. Công cụ cho phép xô nghiêng đối tượng. Không phím tắt thì phải mọi người phải chọn nó nhỉ. Tự do thì vậy. Tự do hay dùng giữ shift. Còn bảng thì bấm gì? Enter về mồ luận này thì kết dùng như sau. Nhìn này, ta thử thấy có hình này. Thủy viền đi. Đây, mồ hình này, nhìn này. Chọn đối tượng, tự chọn gì? Công cụ siêu tu vì nó không phím tắt. Mặc định là xô tâm đối tượng. Khi xô, dùng cụ xô này thì thường hay giữ shift. Để theo một phương, giữ shift này thì xô. Thấy chưa? Đúng chưa? Họ đặt tâm ở đây. Tâm cạnh này thì cạnh này bản lề. Nhìn này, khi các em xô tự do thì rõ ràng xô tâm. Nhưng khi các em đặt tâm ở đây, đặt tâm ở cạnh nào thì cạnh đấy là bản lề và xô cạnh tuần lại. Xô, xô, xô. Ok chưa? Hoặc Enter. Đúng chưa? Thì nó cũng có từng này gì ạ? Thông số. Khi mà siêu tôn thì có gì đấy? Góc xô. Số theo trục nào, góc bao nhiêu tùy mọi người. Số này là số gì? Số C, angle này là gì? Là số theo thường hay theo gì? Theo tâm mật định ở chính giữa. Còn này là số theo gì? Theo cạnh, theo trục và góc số. Nhưng mà thường thì thầy ít thì thầy dùng đến bảng lắm. Khi nào mà thầy số đối xứng rồi, dùng bảng. Được chưa? Riêng siêu tu thì không có gì ạ, phím đáp. Như vậy vừa đi qua 4 công cụ khá đình đám. Và bốn cụ này giải quyết rất nhiều vấn đề. Đúng chưa? Ok chưa? Và ta sẽ quay lại cái bài này. Nhờ. Nhờ. Thì bây giờ thầy sẽ demo cho các bạn cái hình này. Hình này. Nào, demo hình này trước nhá. Hình này cũng có hình này được giải thoát rồi đúng không? Cả lớp, hình này giải thoát rồi dễ đúng không? Bây hình này chúng ta sẽ cùng phân tích rồi cùng làm. Nào, như sau này thì mọi người thử xem là ta sẽ tạo như nào. Rõ ràng là thì tổng thể nó đều cấu trúc đều hình gì, hình tròn hết, được chưa? Nhưng cái hình tròn ở trong cùng dễ quá, bốn hình tròn bên ngoài cũng dễ quá, nhưng riêng cái phần gì ấy, cái phần đường cong kia là một phần của hình tròn
nhưng nó lại gì đây, chỉ có một đoạn này thôi và hai đầu nó gì đây cũng tròn. Thì vấn đề bây giờ là gì, là làm sao tôi tạo được một cái phần của hình tròn như vậy, đúng không? Đấy, vấn đề ở chỗ đấy. Đường cong không vẽ đường tròn. Đường cong sao vẽ đường tròn em? Nhờ. Thì bằng nhìn thấy mẫu thứ hai, và đây là tính năng mà thầy rất thích ở Illustrator bản mới mới có, bản cũ không có đâu. Tại sao thầy khuyên các bạn cả 2019 mình thấy nhìn đây. Hay cực kỳ. Nhìn này, bắt đầu. Đầu tiên tôi vẽ hình tròn. Bộ dịp được. Đây tròn tâm, giữ ship. Xong chưa các em? Rồi, bởi vì đồng tâm chứ cắt chữ C ấy. Cắt chữ gì nhỉ? F, ship X để đổi thành một viền. An ship cho to ra. Xong chưa? Xong chưa? Hay lắm, nhìn này. Và thầy hủy mô tô đi. Đúng chưa? Để một viền thôi. An ship cho nhỏ một tí. Các em nhìn này. Ở bản 2019 khi vẽ hình gì? Elip. Đây có hình tròn này, này. Ê, ở bên trái hình tròn này này. Và khi mọi người bấm một người kéo, nó cho mình vẽ gì? Vẽ hình rẻ quạt Pac-Man này này. Bấm chuột giữ và kéo. Wow. Pac-Man ăn đấy, Pac-Man ngày xưa đấy. Pac-Man ngày xưa đấy. Nhìn được không? Thấy hay không? Quá hay. Bình tĩnh. Ghê chưa? Hay không? Hay. Đúng chưa? Phim R thì đây, xoay theo tâm. Thật này. Được chưa? Được rồi. Thế thì đến đây rồi tôi sẽ copy này, cất đi, vì tôi sẽ dùng nó, vì tôi sẽ trả lại mặc điểm 100%. Đúng chưa? Thì đây tôi đơn giản chọn đối tượng này, công cụ A. Tôi chọn đỉnh này, tôi xóa. Đúng không? Đúng không? Công cụ A sáng tác với điểm nút. Để tôi xóa điểm nút thì đến mất điểm nút này thì hở, đúng không? Mất điểm nút này thì tôi chụp còn điểm nút này, đúng không? Được chưa? Bây giờ tăng độ gì đấy? Dày viền lên 16 lên. Ngon không? Và nhớ thì gì ạ? Thiết lập nó chưa dễ không? Được không hở mà. Xong chưa? Bây giờ tôi căn chân S. Tôi giãn từng ngày, tôi trả về cho nó gốc 100%. Để lấy gì? Lấy tâm ấy. Có hiểu không? Đây tôi chọn hình tròn này, giữ axit đưa ra. Đúng nhờ, SC lúc này tôi enter 50% nhỏ đấy thôi. Nhanh không? Và tôi đặt tâm ngay đây này. Hơi nhỏ, nhỏ nữa đi. Và khi phải bằng hướng này, bằng độ dày hướng này, đúng nhờ. Thì đưa vào bằng độ dày hướng này được không? Được, tôi đưa đây này. Và đúng gì, đúng cạnh tâm này này. Nhìn thấy chưa? Màu gì? Màu khác đi. À, tầm cho lên trên thôi là được. Đúng nhờ, giữ gì? An ship. Có hiểu rồi không nhờ? An ship này muốn cho bằng nhau làm nào, đưa đây này. Chính giữa này. Nhìn thấy chưa? Và an ship là bằng. Nếu chính xác 100%. Có hiểu không nhờ? Tuy nhiên là gì ạ? Ta phải có hình tròn gì ạ? Và tỷ lệ chuẩn là 4 thằng. Đây hình tròn hơi dày. Đúng nhờ? Thì ta sẽ gì ạ? Cho to này, cho to ra được không? An ship cho to ra. Thằng này này. Cho tất cả là cho to ra nhận đây. An ship to ra. Thì phần này là mới gì ạ? Mới nhiều được. Đúng nhờ? Thì hôm nay gì ạ? Nhỏ vào thì đây là phần các bạn làm thôi. Đúng nhờ? Đặt ở đây. Đúng tâm vào đường này là xong. Đường này đi. Error. Ở đây. Giữ an là tâm. Nhờ? Các bạn bây giờ chia xem. Bây giờ chia như thế nào? Ta phải đếm. Nhờ. Ở đây thì thầy theo bạn chia bao nhiêu thằng? 4 này, thằng này 4. Đưa được 12 thằng không? Thử thống kê xem. Ông mày qua đây thử nhá. Bài công cụ gì đó, công cụ vẽ này rất là tương dụng này. Ta sẽ đưa tâm vào này một phỏng đoán thôi nhá. Hai thằng nữa. Nhờ. Được hai thằng nữa. Nhờ. Như vậy bao nhiêu? 10. Đúng không?
thử cái. Rõ ràng ta sẽ phỏng đoán, ta sẽ tự phỏng đoán error dự án là tâm vào đúng cho này. 36 chia mấy? Chia 10. Bấm gì? Copy. Vì sao được không đều? Vì sao nhỉ? Và chia 12 nhỉ? Tại vì hình thì vẫn to, tỷ lệ vẫn chưa chuẩn. Đúng nhỉ? Nhưng mà cách làm mọi người ok chứ nhỉ? Còn mọi người muốn ngon mọi người gì ạ? Sẽ vẽ nhà trước. Đây ai muốn ngon là bạn làm như này. Thế các em muốn làm chính xác chuẩn như này. Thì làm nhá. Bài này đã làm chuẩn làm như này thì nó mới chuẩn này. Cắt chân C. Cắt chân F. Cbic cho màu đỏ. Rõ ràng là tròn bên trong to. À, ngoài như thằng con này to lên tí. Được chưa? Và lúc này tôi đưa hình ở đây. Nhờ nhỏ lại. Tôi đưa này vào lúc này trước. Đưa vào tâm này này. Màu khác. Nhìn nhá. Thầy cố tình làm mọi người xem để ra thầy tư duy vậy. Và tâm nằm ở ngang đây. Xong chưa? Error gì? Đặt tâm ở đây. Tôi chia ngày trước. Có hiểu không nhờ? À đâu? Không biết thầy cho mình chia sai. À, mượn được. Để lại 4 thằng. Nhờ? Hình như là vẫn điện, vẫn hơi rộng. Đúng không? Tư thế. Chia 12 đẹp hơn, thầy nghĩ thế. Thử xem. 360 chia cho 12. Copy. Đấy. Hợp hơn. Công nhận không? Để lại 4 thằng. Từ đây đi. Xóa thằng này, xóa này. Có hiểu thầy không nhỉ? Thì chuẩn hơn. Đúng chưa? Chọn thằng này. Mấy gì đấy? Đây này. Có hiểu thầy không? Đúng không? Đúng rồi, làm này sẽ nhanh hơn, đúng không? Chuẩn hơn, đúng nhỉ? Delete. Tăng độ gì đây? Cam 2 tăng độ dày viền lên. Bấm thêm vào đây, một dân lên. Đúng nhỉ? Phải cho gì cho nữa. Để các chân Z lại. Gì đấy? Thế thì tôi sẽ làm này, tôi cho ngày ra đây. Tôi sẽ chỉnh gì đây? Độ dày viền trước, để xem nó đến đâu đã. Đúng chưa? Mới xóa sau. Có hiểu thầy không? Thì đấy là cách mẹo để các bạn làm cho nó chuẩn. Nếu các bạn muốn làm chuẩn thì làm hình gì? Nè trước A. Đây rồi xóa. Úi xù. Có hiểu nhỉ? Rõ ràng khi cho mình làm với nhau thì bỗng thấy thì làm cái rồi thì nó bị ngược và cảm thấy khó chia. Vậy ta sẽ làm khôn là gì? Ta chia đều bằng tròn trước. Đúng nhỉ? Thì được 4 hình tròn đấy đều nhau đã. Và phần còn lại mới là gì? Mới liền. Thì ta sẽ chơi bài toán ngược. Đúng nhờ? Cho nên khi các em làm bài tập, nhớ gì ấy, phải tư duy như vậy. Thấy làm ngược, thấy làm thuận không được, làm ngược lại. Ok chưa? Bài này xong. Bài này, phân tích. Nào. Bài này mới hay này. Rồi. Bây giờ mọi người thực hành vào máy nhé. Đầu tiên là mọi người làm lại thầy cái hình bên này. Sau đó làm cái hình bên này. Và gì đấy? Và các hình này rồi. Như vậy ta có hình này, hình này, hình này. Ok chưa? Hình này là được rồi. Hình này được luôn rồi. Làm. Nhờ, quẩy luôn. Bắt đầu suy nghĩ và thầy chữa. Mọi người làm một lúc đi. Và thầy chữa. Như vậy làm thầy lại bài này nhé. Trừ hai cái hình ở đầu hàng thứ hai còn lại làm hết. Luyện đi để bắt đầu tư duy công cụ. Đấy, chỉ có xoay mới lật mấy scale thứ thôi. Nó làm buổi thứ hai làm rất nhiều hình rồi đúng không nhở? Đấy. Đúng không là hay không? Ở phiên bản trước ấy, cái hình tròn nó không tách được hình gì ấy. Hình rẻ quạt thế đâu. Đấy, nhưng mà từ bản này rất hay, nó hình sống rồi. Tách được hình rẻ quạt. Hay. Quá hay. Đã lòng tiền, cái đấy là học của Quell Draw đấy. Quell Draw nó có cái trước.
xong mãi bây giờ Adobe mới cập nhật. Hôm nay máy của Hiệp đã tắt ok chưa? Hay thôi lấy máy có thể dùng cho sướng. Mình phải tu luyện. Các bạn là vật cũ mòn rèn nên nhà vô địch. Câu của Milo. Quả mận của Hiệp đấy ăn đi. Mận tăng lực. Thầy không biết các em tập luyện nha, nhưng mà thầy rất khoái Illustrator. Vì thầy trước là làm nó rất thích, thì nó tạo hình rất tốt. Phải nói như vậy. Còn sang Photoshop suốt là điểm ảnh chính xưa. Học môn này mà các em học chắc ấy, đảm bảo các em học các môn khác cực kỳ nhanh. Rồi, mọi người nhìn bảng thì chữa bài này rất đơn giản nào. Chúng ta sẽ chữa từng bài một nha. Đầu tiên là hình cái lá đi. Nào, bài toán đưa về là tạo một cái lá. Chiếc lá cuối cùng nhờ. Tạo một cái lá là xong thôi. Là cái lá này theo bạn làm nào? Thế một cách. Thế đầu tiên thì cùng cái này cũng được. Đúng nhỉ? Tôi vẽ thẳng trước. Như thế. Khó đúng nhỉ? Chỉ được cái lá kiểu này thôi này. Đúng không? Khó phết đấy. Vẽ ở đây phần này nữa. F là trên bên này. Đúng nhỉ? Thì thực vẽ rất khó. Nhưng vẽ được nếu bảo vẽ đường cong rất khó. Thì tôi sẽ biến tấu hình này từ hình elip. Nhìn đây. Tôi vẽ elip này. Xanh lá. Này elip. Vẽ thẳng luôn. Tôi bầu như này. Xong. Thế thì công cụ A, tôi chọn cụ A này. Nhìn đi đường cong chưa? Nhờ. Tôi giữ an. Hoặc tôi cầm đây, tôi giữ A của này. Hoặc tôi bẻ. Nhờ. Khi mọi người bẻ này, mọi người sẽ giữ an để bẻ từng hàng một. Được không? Tiếp tục này. Đằng này tôi lên trên biểu thị. Nhờ. Và hàng ngày tôi cho sang giữ ship. Khi bạn giữ ship tôi đưa sang phải, sang phải 10 đơn vị. Hơi nhiều. 1, 2, 3, 4 đi. 5 đi. Giữ thế. 1, 2, 3, 4, 5 đi. Ok chưa? Hàng ngày lên một vị nữa cho nó đúng đúng. Ổn chưa? Nhờ thằng dưới này thích cho kho màu là kho. Giữ an để bẻ thằng 1. Giữ an bẻ lên một vị. Phải thiết thật cần đâu. Đây rồi, hai thứ này rồi. Khá đẹp ấy. Rồi xong rồi. Đây xong rồi. Nhờ cho hình tam giác chính giữa luôn. Vẽ luôn tam giác. Màu gì? Trắng. Nhớ. Cầm hôi này gì cái đỉnh này này. Kéo lùi xuống. Giữ gì nhỉ? Giữ an. Học chưa? Học hết rồi. Nhờ, cầm con này. Xong chưa? Cắt chân G. Xoay các 45 độ. R đặt tâm ở đây. Nhờ. Giữ shift xoay cũng được 45 độ. Xong chưa? O đặt tâm ở đây. Lật chéo này, giữ axit lật chéo bên này. Đúng không? Đúng chưa? Hai này, error. Nhìn này.
Rõ hàng này R. Xoay giữ ship, an ship. Không chưa? Cuối cùng vẽ gì đây? Tròn. Xem nằm tâm đội đây, đây. O, L. Chỗ này to đây, bắt tầm dễ. Tầm hơi khó nhỉ. Sẽ có mẹo bắt tầm nha. Thì sẽ làm mẹo như này. L. Yên. Rồi. An ship nó vào đâu nhỉ? Nửa. Ok. Đúng không? Cứ thế. Tầm này đi. Nữa đi. Chúng ta không cần dùng hết đâu. Biết làm được của dùng hết thì chúng ta làm cái khác. Các bạn có thể modify hình đi được. Miễn sao nó được. Được chỗ này muốn ngon các bạn gì ạ? Nếu bắt chuẩn ra các bạn sẽ cách được gì đúng nhỉ? Cách mới được cách nào? Đây, bữa ngon đẹp như thế này. Là các em cách trên 1 tỷ sẽ đẹp hơn như thế này. O này. Đặt tâm xa 1 tỷ. Đúng không? Để cách ra. L. An ship. Hiểu không? Thứ này gì đấy? L. Chuẩn chưa? Đúng như hình trên luôn. Hình trên nhỉ? Thì đặt tâm xa ra 1 tỷ thì đương nhiên hình sẽ rộng hơn, nó đẹp hơn. Các chuẩn D, các chuẩn F. Màu này giữ an ship cho nhỏ lại. Đấy là xong hình này. Đúng không? Hình này dễ không? Quá dễ. Một ba hình tròn. Hình như là điều gì ạ? Cách đường nhau này. Thì vậy hình tròn đầu tiên là màu trắng. À, màu trắng. Giữ ship. Như vậy là tôi SC Enter. Nhờ yeah. Chia 3 đi bao nhiêu? 100 chia 3 bao nhiêu? Giữ 35 đi. Giữ cho 34 đi. Nhờ yeah. Bấm gì đấy? Copy. Được chưa? Thằng này màu trắng tiếp. Như vậy cắt chun C. Nhờ yeah. Và cắt chun B dán đằng sau cho màu khác. Như vậy dán đằng sau tốt hơn. Kẹp giữa hai thằng mà. Nhìn thấy không? Nhưng mà cắt chân B hiện hơn cắt chân F. Đúng nhỉ? Xong một thằng rồi thì cắt chân G nó vào. Nhớ. Tôi gồm cạnh này. Nhìn đây. Rất hay. Giữ hai nhân bản ra để đây. Tôi cầm này đi qua tâm cho máu. Được chưa? Và là tay R à, tâm ở đây 45 độ. Hiểu thế không? Nhờ. Và đi đằng chéo thì cho nó cách ra 1 tỷ. Xong. Đến đây hôm nay đổ màu. Cũng bùi ấy. Này. Nhớ nguồn này không? Chọn nhanh một nhóm. Nó tựa một nhóm mà. Thì đổi thằng này màu khác. Cam. Nhờ. Nhân màu gì? Đỏ. Và thằng này R là tâm đây này. Giữ an là tâm đây. Ba hậu chưa mấy? Chữ 4. Copy. Cho này lên cái ship. Ôi lên bên trên cùng. Xong chưa? Giờ thì việc đổi gì đây? Đổi màu cho thằng 1. Có hiểu vấn đề không nhỉ? Nhanh không? Nhanh. Thằng màu trắng. Ông ngoài màu gì? Đỏ. Đúng không? Ông này màu đỏ. Bàn này màu trắng. Thì ông lại là màu gì? Ở đâu? Và ông này màu trắng chứ. Bàn này màu gì? Cam. Đúng nhỉ? Vân vân và mây mây. Thế không? Lúc này công cụ gì đây? Sự từng hút một sự từng này. Bắt đầu tác dụng. Xong chưa? Xong. Hai anh này. Các bạn lên trên hai anh này. Thế này. Như vậy chọn hai anh này. Hai anh này. Các bạn xin ngọc vuông đóng. Chọn con này xin ngọc đóng thêm tiếp. Thế là xong. Nhanh không? Đúng nhỉ? Thực ra không khó. Tư duy học rất chuẩn. Này hình này. Hình này vẽ hình elip. Đúng chưa? Màu này. R. Kéo giữ ship giữ an.
đúng không? Xong chưa? Giờ chọn hai này, các chút G, S, C, Enter, đúng không? Scale mà. Giờ 80% thì xem mà. Cho các bạn S, C, Enter 80%. Tại gì? Copy. Màu gì? Trắng. S, C, Enter 80% tiếp lại copy màu này. Thấy không? Hình gì? Cho ở giữa. Có khó? Chả khó. Màu gì? Trắng. Giờ thằng này cho đỉnh này. Đúng chưa? Làm lại cho chắc chắn 100% này. Giữ an ship trắng rồi S enter. Tự nhà cho 70% đi. Nữa đi. 80%. Ngon chưa? Đúng chưa? Như vậy là các chữ C. Các chữ gì? Các chữ F, S enter 80%. Nữa đi, 90% thôi. Màu gì? Cam. Cho hai này các chữ gì? G. Bước 1 chọn đối tượng, bước 2 phím R, giữ an đặt gì? Tâm. Copy luôn. 90 mà. Xong. Được không? Tiếp tục hình này. Tôi vẽ hình tròn nào. Vẽ hình hơi tròn nữa. Nó mà tròn. Giờ công cụ gì đây? Thì đây, khi mà người chọn cụ A này rất hay này, thì lúc này ta học trên này nó có rất là nhiều tính năng đây. Trên này nó có tính năng rất hay là khi mà người chọn cụ A được điểm nút, thì mày sẽ cho mình chọn lựa convert. Khi chọn lựa đây là gì? Convert thành gì? Điểm nút góc. Và điểm nút gì? Cái đoạn mềm. Thì các em nhìn đây, khi em chọn cụ A đỉnh này, chọn nút góc, bấm vào đây phát nhọn hoặc gì đây? Cái đòn. Hiểu không nhỉ? Rất tiện lợi. Xong bút lên xuống. Ngon không? Úi giời, đúng nhỉ? Thì đó. Thì như vậy nhớ nhá, khi em chọn công cụ A convert thì sẽ có hai cái chức năng này cho bạn. Chưa nhỉ? Xong rồi. Như vậy là hình này là xong rồi. Được không? Nhìn thấy làm này. Tôi làm như sau. Đưa tất cả từ có bao cả bao nhiêu? 8 lần. Vậy tôi vẽ hình tròn đã. Tôi dò tâm à, khi hai nhận rất thông minh nhé. Khi bạn yêu điểm hút này, đi xuống là điểm dò. Thấy chưa? Thấy chưa? Giữ acid. Màu trắng trước. Các chữ C. Các chữ F. Giữ acid. Chúng ta bỏ qua màu chuyển, chứ là màu chuyển bố cho học sao? Xong. Chọn đối tượng phím E đây ở giữa A đặt tâm ở đây. Chưa mấy? Chỉ 8. Đúng không? Chỉ 8 chứ. Sau đó hai thằng này này. Đi thấy không? Nhờ yeah. Chọn bốn thằng này luôn. S enter nhỏ bằng 80% thằng gốc. Đúng không? Ok chưa? Thế bây giờ quan trọng là làm hay làm này. Làm này các bạn sẽ mất thời gian, thời cố tình làm sai. Làm đây các bạn sẽ rất mất thời gian sai, sẽ bị rất sai. Làm cái này. Tôi để nguyên hôm nay này này. Tôi để hôm nay này. Nhớ, yeah. Cắt chân C tôi copy. Nhớ, yeah. Tôi cắt chân F ra. Tôi cho vào màu trắng. Nhớ, yeah. S, Enter, lúc này tôi mới gì đấy? 80%. Sau đó khôn làm này này. Tôi đỉnh này cho luôn đây. Đỉnh này chạm lùi đây. Chọn ngay một chân xuống 1, 2, 3, 4. Hay lên 1, 2, 3, 4. Xong. Vẽ hình gì? Chữ nhật bao quanh nó. Nhìn này. Tôi vẽ chính xác. Ê, bắt điểm hay á. Dí cạnh này. Dí lên cạnh này. Dí ở góc này. Nhìn thấy chưa? Góc này chạm được hai thằng luôn. Có hiểu được không nhỉ? Rồi, giữ an cho hai bên thị. Rồi,
Dự án lên 1 tỷ. Xong chưa? Bò Civic cho được thành bầu viền dễ nhìn đã cho hai lên trên Canaship Hoàng Vương. Đóng Civic lại. Là màu gì? Xanh lá cây. Thế á? Chọn thằng này cắt chân gì? G L xoay 45 độ an ship. Xoay các bạn, xoay ngày 45 độ, không cần phải giữ an ship không thôi. Đúng nhờ. Bây giờ mới gì? An ship. Nhờ cho hai ngày xuống dưới cùng. Nhờ. Đúng không? Phần này mình phải cho gì ạ? Cho nó gì ạ? Cho nó gì nhỉ? Dài ra tí nữa. Có hiểu thế không nhỉ? Thế là xong. Hiểu không? Nếu có bắt điểm nhanh vào và thực ra tư duy rất là tốt. Rồi, đến hình này là hình gì ạ? Khó nhất. Hình này thì sẽ làm như thế nào? Tôi sẽ làm từ trong ra ngoài hay từ ngoài vào trong? Theo thầy sẽ làm từ trong ra ngoài dễ hơn. Tôi tên hình tròn màu trắng. Nhờ yeah. Màu trắng đi em. Căn chun C. Lúc này căn chun gì? Căn chun B ra đằng sau. Màu cam. Được chưa đã? Phải đúng gì đấy? Là màu trắng đúng nhờ. Căn chun C. Căn chun B. Màu trắng. Được chưa? Đến một lớp gì đấy? Màu cam. Căn chun C. Bắt đầu hay này. Căn chun B. Vừa phải. Đến đây là có phần gì? Gấp đôi phần hôm này. Nhìn thấy không? Nhờ. Thì có gì khó đâu. Vừa học xong. Căn chun C. Lại căn chun B. Gấp đôi hôm này. Gì đấy? Mở ngay đi. Có hiểu thế không nhỉ? Mở đi khi nào? Mở đây này. Đoạn này đi. L gì đấy? Xoay. L tập B này. Xoay. Đúng không? Đúng không Hiệp? Quá dễ. Là đối xứng. O. Đặt tay bên luôn. An ship. Đúng nhỉ? Áp dụng rất là tốt. Xong rồi. Như vậy phần này xong. Phần này xong. Nhờ. Cóp 2. À. Bản phần 2 là gì? Là thằng này nhân bản ra ngoài không? Đây này, phần trắng cái này. Thì chọn thằng này. Thằng này cắt chun gì? Thằng này cắt chun gì? G. Cho nó cắt chun gì? Cắt chun C. Dán ra gì? Đằng sau. Lúc mày để nó đều như S gì? Enter. Đúng không? 120% xem ra ngoài không? Nhờ. 30 đi. Thế nó thấy rõ nó đổ màu đi. Màu trắng trước đi. Cho nó nhìn rõ S Enter. 120% trước xem ra đâu. Ngon chưa? Ngon không? Ngon thì như phần này bằng phần này nhỉ? Vậy 130. 25. Đúng không? Được chưa? Phần ngoài cho em màu gì? Màu đỏ dưới cùng đối tượng khác là full phần này. Vậy chọn phần này. Cắt chân C. Cắt chân B. Cho đằng sau cùng. Giữ an cho màu đỏ này. Giữ an ship. Nữa đi. Gấp đôi hôm này. Gấp đôi độ dày hôm trắng ấy. Anh sẽ bài toán xong chưa? Phần này dễ hay khó? Phần này dễ nhất. Giờ dự án vào đây. SCT 50%. Giờ đặt vào đây. SCT 80%. Được chưa? Muốn ngon lành tôi cho gì? Thằng này vào đúng tâm này, được này. Sau xoay thì tôi gì ạ? Cho vào xuống sau. Nhờ yeah. Tôi cho ngoài to lên, như là tôi biết làm cái này. 150%.
105 đi. Rồi. LZ tâm ở đây. Được chưa? Bao nhiêu đây? 360 chia đôi 467. 7714 28. Cho 36 viên đi, gì đâu. Bây giờ 36 chạm nhau. Khít quá. Ba trăm sáu mươi chia cho 24 đi. Đúng chưa? Đến đây tôi sẽ chọn. Nhờ. Chọn đến hết được này. Giữ ship. Đi khẽ vào khe này. Trừ hết. Đúng không? Chọn nhanh ấy. Không các bạn đi chọn từ hàng 1 à? Có hiểu thế không nhờ? Tôi tiêu chọn tất cả đúng không? Giữ ship tôi đi vào khe tôi trừ hôn giữa lại đi đúng không? Đúng không? SC gì đấy? Enter. Nhờ, rất nhỏ mà. Chuẩn chưa? Ok. Bây giờ mới gì đấy? Mới xóa đúng này đi. À quên. Xóa lắm đấy. Cứ xóa là sướng. Mình xóa sạch đi. Ghê thật. Nhờ. Chế, yêu vội. E gì? E là tầm đây. Ổn không? Giống hệt, chả khác thế gì. Có hiểu không nhờ? Quan trọng là vấn đề gì đây? Thì vẫn nói vấn đề gì nhờ? Tư duy gì nhờ? Tư duy công cụ. Rồi, làm đi. Làm lại hình ấy xem, làm lại hình này này. Cho nhớ thao tác.